Theo thông tin từ Bộ Y tế thì tất cả các ca tiếp xúc gần F1 của bệnh nhân 1 1440 ở Vĩnh Long, ca bệnh nhân nhập cảnh trái phép đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này gồm F1, F2 đã được lập danh sách và tổ chức cách ly theo quy định. Cho đến 22 giờ tối ngày hôm qua, 15 trên 15 trường hợp F1 của bệnh nhân này đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 129 trường hợp là F2 của bệnh nhân đang được cách ly tại nhà và nơi cư trú.